hướng dẫn các bạn một cái cầu riff rất là hay của danh thủ Marty Friedman. Thì trong cái Virtual Solo này, cái câu này các bạn đánh giống như solo, nhưng thật ra đây là một cái câu riff mà Marty Friedman tạo thành một cái nền để ông solo lên trên đó. Các bạn thấy câu riff này giống như các bạn đánh một cái câu solo vậy đó, nhưng mà arpeggio ông rải ra và tạo nên một cái giai điệu rất là đẹp. Đây là một cái câu mình trích ở trong cái album solo đầu tiên của ông. Nó tên là Dragon Mistress. Các bạn có thể lên YouTube để nghe nguyên cái album, rất là hay nha. Thì đặc biệt của bài này nữa, của cái câu intro này, nó là nhịp 3-4 nha các bạn. Nhịp 3-4, tốc độ nó không quá nhanh, nhưng mà chúng ta đánh nghe rất là đã. Thì cái này chúng ta có thể chia nó ra được làm 4-5 phần nhỏ nhỏ để các bạn dễ tập nha. Tab mình có kèm theo luôn ở trong cái video này để các bạn dễ tập theo ha. Chúng ta bắt đầu bằng cái câu đầu tiên như sau. Thì cái câu này các bạn sẽ đánh ở cái là có cái G buông là cái G C nè. Đầu tiên các bạn đánh C, sau đó các bạn R pha thăng, thì cái âm giai này nó thuộc về gì bạn? Của C thứ thôi. Thì ở đây chúng ta chủ yếu các bạn chỉ xài có 4 nốt thôi. Đầu tiên là nốt C nè, sau đó tới R pha thăng, rồi các bạn quay ngược lại, và sau đó các bạn thêm cái nốt son ở cái ngăn 3. Các bạn xem tab nha, đánh chậm lại lần nữa nha. Và nguyên cái câu đó các bạn lặp lại 2 lần nha, lặp lại 2 lần. Rồi chúng ta tập cùng nhau nha. Lên câu tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh. Thì ngay chỗ này các bạn có thể sử dụng cái ngón đeo nhẫn hoặc là ngón út đều được ha. Thì ở đây mình thấy mình đánh cái ngón này thuận tiện hơn, còn nếu không mình đánh theo kiểu kia vẫn được, tức là đưa ngón út vào. Cái đó thôi ha. Câu này thì chậm lại. Và các bạn lặp lại 2 lần nha. Ok. Rồi chúng ta tập lại hai câu này kết nối lại với nhau nha các bạn. Bắt đầu. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên cái dây số 1 để chúng ta đánh câu tiếp theo như sau. Chậm lại nha. Cái chỗ này các bạn, cái ngón út này các bạn phải đẩy lên đây. Nha. Rồi đánh một lần thôi. Và sau đó các bạn nâng cao lên một tí. Câu sau thì nó hơi phức tạp hơn tí, thì các bạn nghe kỹ là chậm nha. Thì ở đây chúng ta cũng có dây mi buông, sau đó tới ngăn 5, rồi tới ngăn đô thăng là ngăn số 9, rồi sau đó các bạn cứ đến là 9, 10, 12 luôn. Rồi lại cái câu nha các bạn.
Rồi phần sau chúng ta rap hai câu lại nha. Tiếp theo là chúng ta đánh ở cái 3 giây và nó chậm như sau. Chậm nghe các bạn. Rồi và cuối cùng là một cái câu quét dây của cũng là si thứ thôi các bạn, nhưng mà chúng ta đánh nó hơi đặc biệt như sau. Thì cái câu này chúng ta đánh tốc độ nó không có phải là quét quá nhanh giống như cái kiểu khác, mà các bạn vẫn đánh vô trong đúng cái nhịp, đúng giai điệu ha. À, ngay chỗ này chúng ta đánh ngay ngăn số 14 nè, sau đó các bạn pull up ra ngăn 10 và 14 lặp lại một lần nữa để cho nó nghe ha. Sao ha, chậm nha. Rồi chúng ta tập từ đầu đến cuối chậm nha các bạn. À, cố gắng là nếu các bạn chưa nhớ thì chúng ta chia nhỏ ra từng câu để các bạn tập cho quen, sau đó chúng ta mới bắt đầu rap vô nha. Thì hy vọng là với cái câu riff này sẽ giúp ích cho bạn trong việc luyện ngón, tập với cái giai điệu nữa. Trong cái phần mô tả thì mình có ghi cái link của Bucking Track á, để các bạn có thể tập theo cái câu intro này, giống như cái phần intro của cái clip này mình có đánh, có một Bucking Track có trống vào thì các bạn tập sẽ nó hào hứng hơn ha. Hãy nhớ like, share, comment nếu bạn nào có nhu cầu muốn học về kỹ thuật guitar điện cơ bản hay đăng ký khóa học của Đăng Khoa, đóng tiền một lần học trọn đời. Các bạn muốn học bất cứ giờ nào, các bạn chỉ đăng nhập vào lên web và chúng ta vào học được thôi. Tất cả các kỹ thuật cơ bản mình hướng dẫn rất là chi tiết với các bài tập sẽ giúp cho bạn từ từ nâng cao kiểm soát tay để chúng ta áp dụng các kỹ thuật đó vào trong các câu lý sẽ cho nó hay hơn. Cái đàn mình đang cầm đó là cái cây Sterling by Music Man của một cái signature của danh thủ John Petrucci, rất là đẹp ha, một cây duy nhất ha, khuyến mãi đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thì cái cây này cái giá của nó ngoài thị trường là 24.900.000 và bên mình bán là dưới 20 triệu nha các bạn ha. Tặng kèm một cái bao da của hãng Sterling luôn ha, kèm theo cái bit giọt nước cho các bạn nữa ha. Cây này đánh thì rất là hay, các bạn mà chưa nghe qua cái cây này thì có thể là xem cái phần mà mình đã demo trong clip trước. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop và hãy liên hệ ngay chúng tôi để sở hữu cây đàn thổ tiên này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.